Xin chào các bạn, video này mình trên tay và chia sẻ đến với các bạn một cái chiếc bàn ủi hơi nước đứng của Philips. Nó là cái phiên bản mới nhất có tên là Protus. Thì nó sẽ có những cái nâng cấp cũng như là cải tiến hơn so với thế hệ trước mà mình đã sử dụng rồi. Và mình muốn chia sẻ về những cái nâng cấp đó đến cho các bạn. Cùng bắt đầu video này nha. Đây là dạng bàn ủi all-in-one, tức là chúng ta sẽ có một cái tay cầm ủi hơi nước và một cái bàn để ủi được tích hợp cùng với nhau luôn. Thì so với cái phiên bản trước đây mà mình đã từng trên tay và mình sử dụng trong thời gian vừa qua, bản thân mình thấy là cái phiên bản mới này nó nhận được nhiều những cái nâng cấp cũng như là những cái cải tiến thực dụng hơn, và cho cái quá trình ủi đồ cũng như là sử dụng nó tiện lợi hơn, từ cái việc là nâng cấp tay cầm nè, rồi nâng cấp cái lớp vải ở bàn ủi nè, cũng như là cái khả năng linh hoạt khi mà chúng ta có thể thay đổi cái góc độ, và cái bộ phận bình nước cũng như là động cơ phía dưới nó cũng hoàn toàn khác đi, nó không còn hình tròn mà nó là dạng hình vuông, cũng như là tích hợp thêm một cái bánh xe để mà chúng ta có thể dễ dàng di chuyển toàn bộ cái bàn ủi này từ vị trí này sang vị trí khác mà không cần phải khiêng nặng giống như là phiên bản trước đó. Cụ thể thì chúng ta sẽ có những thay đổi gì? Cái phần tay cầm cũng như là giá đỡ đã được chuyển sang phía trước nè, và cái phần móc treo nó cũng được làm gọn hơn, nhỏ hơn, nhưng mà vẫn đảm bảo cho cái việc là chúng ta vẫn treo được những cái chiếc móc quần áo lên trên này để ủi. Cái phiên bản cũ cái phần giá đỡ để phía sau, cho nên là khi mà mình ủi xong mình phải vòng cái tay ra phía sau để mà đặt cái phần tay cầm lên trên đó, nó sẽ bất tiện hơn so với việc là từ phía trước chúng ta dỡ cái phần tay cầm lên và sử dụng ngay. Và cái phần tay cầm này nó thay đổi khá là nhiều so với phiên bản trước đó, nó to hơn và theo mình thấy là nó cũng nặng hơn. Ở cái phần mặt trước hơi nước thoát ra và cái phần tiếp xúc với quần áo á, thì được làm với cái diện tích rộng hơn để mà diện tích tiếp xúc với vải cũng như là quần áo nó nhiều hơn và nó làm thẳng nhanh hơn. Bản thân mình thấy cái phần tay cầm này nó nặng hơn so với phiên bản trước đó. Một trong những lý do để mà cái phần tay cầm này to hơn và bản thân mình cảm thấy là nó cũng tiện lợi hơn, đó chính là cái nút chức năng để mà thay đổi cái chế độ phun hơi từ hơi ít, hơi trung bình đến hơi nhiều, hoặc là ở chế độ tiết kiệm thì nó đã được tích hợp ngay ở trên cái phần tay cầm này luôn. Thay vì cái phiên bản trước là sẽ có một cái núm vặn ở bên dưới cái phần động cơ dưới này và chúng ta phải khòm xuống để mà vặn thay đổi cái chức năng đó, thì bây giờ trong cái quá trình ủi chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút này là có thể thay đổi được ngay. Đó là một trong những cái thay đổi mà mình cảm thấy là nó mang lại cái sự tiện ích cho mình khi mà ủi đồ. Và thứ hai nữa đó chính là cái dây để mà truyền hơi nước từ thùng bên dưới lên trên tay cầm nó cũng đã được làm gọn hơn. Mặt bàn ủi là một trong những cái mà mình thấy rất tiện và mình rất thích ở cái chiếc bàn ủi Philips này, ở cả phiên bản cũ hay là ở phiên bản mới, đó chính là nó được tích hợp luôn như thế này. Thì chúng ta chỉ cần là mặc cái chiếc áo lên trên cái mặt bàn ủi này, hoặc là treo một cái móc lên là chúng ta đã có một cái bàn ngay ở đây để mà làm cái nơi cố định để mà ủi quần áo. Hồi trước mình có xài một cái bàn ủi, cũng là bàn ủi hơi nước đứng nhưng mà không có cái bàn, thì mình treo móc lên thì cái áo nó cũng cứ phong phanh gì nè, thì mình phải căng cái áo ra. Thì với cái mặt bàn nó có sẵn như thế này á, cái việc ủi cho những người mới luôn hay là những người mà không quá khéo léo trong cái việc ủi quần áo nó cũng sẽ tiện, đặc biệt là những bạn nam á, thì cứ đặt lên trên đây và ủi thôi, nó sẽ có một cái phần cố định như thế này. Còn ở cái phiên bản mới này nó có thêm một cái nâng cấp nữa, đó chính là cái lớp xốp có nhiều lỗ. Với cái thiết kế này thì hơi nước nó cũng sẽ thấm nhanh hơn và chúng ta cũng sẽ có thể dễ dàng gỡ cái lớp này ra để mà đi vệ sinh. Một điểm mới nữa ở cái mặt bàn ủi này đó chính là cái việc mà chúng ta có thể thay đổi cái góc của nó một cách rất là dễ dàng. Thay vì là để đứng ủi đứng không thì chúng ta có thể nghiêng nó để mà ủi được đầm nè, hay là áo. Những cái đồ nó ngắn á, thì chúng ta có thể ủi như thế này, cũng như là chọn một cái góc nó phù hợp hơn để ủi. Ví dụ như quần dài thì chúng ta ủi nó đứng, còn với những cái đầm hay là những cái áo nó nhăn hơn thì chúng ta nghiêng nó ra như thế này để mà cái nó có một cái diện tích tiếp xúc nó lớn hơn và chúng ta ủi nó cũng dễ hơn. Ở bên dưới thùng đựng nước vẫn được để ở phía sau và cái thùng này có dung tích là 2 lít. Nó được làm vuông vức hơn và nó cũng có một cái lẫy để mà chúng ta bóp vào, kéo cái thùng lên một cách dễ dàng và cho nước vào sau mỗi lần hết nước. Trong quá trình mà chúng ta sử dụng, ủi xong chúng ta quên tắt đi thì máy nó cũng sẽ có cái chế độ gọi là tự động ngắt an toàn khi mà hết nước, để đảm bảo là không bị cháy động cơ, cũng không có xảy ra những cái trường hợp là chập mạch. Và hơn hết là phía dưới của bàn ủi đã được lắp thêm hai cái bánh xe để mà chúng ta có thể di chuyển cái bàn ủi từ vị trí này sang vị trí khác theo dạng trượt mà không phải khiêng
để tốn nhiều sức lực. Đó là một cái nâng cấp nhỏ nhưng mà mình thấy là nó cũng tinh tế hơn so với cái phiên bản cũ. Còn về tính năng cũng như là tính hiệu quả thì rõ ràng khi mà chúng ta ủi đồ bằng bàn ủi hơi nước thì nó sẽ hiệu quả hơn so với việc chúng ta ủi đồ bằng bàn ủi truyền thống sử dụng nhiệt thông thường. Như chúng ta thấy đó, ở trong những cái tiệm giặt ủi đồ zin hay là đồ quá nhăn thì người ta thường sẽ phải có một cái chai xịt để làm ẩm cái mặt vải đó, thì cái nhiệt nó vào nó mới giúp cho vải nó nhanh thẳng hơn. Thì với bàn ủi hơi nước, cái việc ủi thẳng quần áo nó sẽ nhanh hơn cũng như là nó tiện hơn so với việc mà chúng ta ủi bằng bàn ủi thông thường. Mình thích cái chiếc bàn ủi này bởi vì là nó thực sự hiệu quả cho cái việc làm thẳng quần áo và làm thẳng một cách nhanh chóng. Thay vì là mình mất rất nhiều thời gian để mà ủi bằng bàn ủi bình thường, thì với cái bàn ủi hơi nước và có cái phần đệm như thế này nữa, mình ủi thẳng quần áo một cách rất là nhanh, mặc dù là nó đắt tiền hơn so với những cái chiếc bàn ủi khác nhưng mà nó lại có một cái sự hiệu quả. Ở trên video các bạn sẽ thấy là khi mà mình bật bàn ủi lên, mình chỉ cần phun hơi nước từ ở trên xuống là cái mặt áo nó đã được thẳng. Cuối cùng là về mức giá thì các bạn có thể tìm ở trên những trang thương mại điện tử để có mức giá ưu đãi hơn, thì mình mua cái chiếc bàn ủi này với mức giá là khoảng 6,5 triệu. Các bạn cảm thấy như thế nào về cái bàn ủi hơi nước đứng phiên bản mới nhất của Philips? Cùng để lại bình luận ở bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.